Hello gia đình ta, vui quá ta ơi. Hôm nay chúng ta ra hồ. Bella đâu rồi? Chúng ta ra hồ nè, hồ vui chơi đẹp quá này. Bella con lớn mẹ mày bay đùng xuống nước à con. Hồi nó ngã người ra ba, sợ quá. Bất thình lình là ngã người ra là té cái đùng á. Hướng này không có chói nắng nè. Đây là phone làm ăn của mẹ đó nha con. Con hít tai mẹ ăn cái là cái nó bay vèo xuống đất là tiêu ạ. Cái này thơm quá hả Bella? Đứng gần mẹ con thấy thơm không? Thấy hả? Thấy, thấy được. Thấy được. Không có ngửi mùi được. Mùi thơm mà Không có có thể ngửi thấy được. được sao baby? Smell. Thấy được gì không? Can you see my smell? À thì là bác kỳ nói thấy được mùi thơm hả? Có thấy thơm. Thích quá, thích quá. Trời đẹp tuyệt. Hoàng hôn trên hồ. Bla 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 bla. Gió lòng lộng đảo á.